Kỳ tích châu Á ở Futsal World Cup 2021, châu Á và Nam Mỹ không mất bất kỳ thành viên nào sau vòng bảng Futsal World Cup 2021 tổ chức tại Lithuania. Ngoài tuyển Futsal Việt Nam, 4 đội châu Á khác giành vé đi tiếp là Thái Lan, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. Cùng với châu Á, Nam Mỹ cũng được làm được điều tương tự khi Brazil, Argentina, Paraguay và Venezuela đều có vé tới vòng knockout. 4 khu vực khác gồm châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và Bắc Trung Mỹ và Caribe đều mất ít nhất một đại diện. Tuy nhiên, thành tích của các đại diện bên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC ấn tượng hơn bởi khu vực này vốn không mạnh về futsal, còn Nam Mỹ vẫn là những ông vua trong môn thể thao này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử châu Á bảo toàn được tất cả các đại diện sau vòng bảng. Futsal World Cup 2021 cũng chứng kiến nhiều đội châu Á góp mặt ở vòng knockout nhất, 5 đội. Giải đấu tại Lithuania là bước tiến lớn của futsal châu Á. Nếu biết rằng sau 6 kỳ World Cup đầu, chỉ một đội futsal châu Á vượt qua vòng bảng là Iran phải tới Cúp Thế giới 2012 và 2016. Chuyển biến mới xuất hiện khi châu Á liên tiếp có 3 đại diện ở vòng knockout. Và tới năm 2021, đỉnh cao của châu Á đã tới. Trong 5 đội tuyển châu Á đi tiếp, Iran vẫn xứng đáng là người anh cả. Đại diện Tây Á giành 6 điểm ở bảng F, thắng cả Serbia lẫn Mỹ, chỉ thua Argentina 1-2. Thái Lan bảng C và Việt Nam bảng D cũng chơi tốt khi đều có 4 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang để lại ấn tượng lớn hơn với trận hòa trước đối thủ Cộng hòa Séc. Hai đại diện cuối cùng của châu lục là Nhật Bản bảng E và Uzbekistan bảng B. Cả hai đội đều có 3 điểm, nhưng dấu ấn của Nhật Bản mạnh mẽ hơn sau khi gây nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha và Paraguay. Tại vòng loại trực tiếp, Futsal Việt Nam gặp Nga, Thái Lan gặp Afghanistan, còn Nhật Bản gặp Brazil. Đây đều là những cặp đấu mà đại diện châu Á ở thế yếu. Dù vậy, AFC chắc chắn sẽ có đội góp mặt ở tứ kết nhờ cuộc nội chiến giữa Uzbekistan và Iran.